khởi tố vụ ba con gái mang xăng đốt nhà mẹ để điều tra tội giết người. Ngày 4 tháng 11, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Quyết định khởi tố được đưa ra sau 5 ngày cơ quan này điều tra xác minh vụ ba người con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ gây phẫn nộ, bàng hoàng dư luận. Theo kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan công an, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất, sáng 30 tháng 10, ba người con gái đến nhà mẹ đẻ của mình là bà Vũ Thị Đê, 61 tuổi, cự cãi. Những người này mang theo can xăng loại 10 lít đến nhà bà Đê. Sau khi cự cãi ngoài cửa, cả ba cùng mẹ đẻ tiếp tục vào trong nhà. Một người mang theo can xăng đổ xuống nền gian phòng khách rồi châm lửa đốt. Lửa bùng lên khiến bà Đê và ba người con đều bị bỏng nặng, gồm Đỗ Thị Định, sinh năm 1982, Đỗ Thị Điểm, sinh năm 1988 và Đỗ Thị Đưa, sinh năm 1990. Cả bốn người đều được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Yên Mỹ phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra làm rõ. Xác định có dấu hiệu của tội giết người nên Công an khởi tố vụ án để điều tra. Thông tin từ Viện Bỏng Quốc gia cho biết, hiện nay Viện đang điều trị cho 4 bệnh nhân liên quan đến vụ đốt xăng tại tỉnh Hưng Yên. Trong đó có 3 bệnh nhân bị bỏng sâu trên diện rộng, đang được điều trị chống sốc, nhiễm trùng, tiền lượng xấu. Một người bỏng nhẹ hiện đang điều trị hồi sức. Bên cạnh đó, các bệnh nhân đều gặp khó khăn trong việc chi trả chi phí điều trị. Sáng 4 tháng 11, con trai của bà Đê cho biết mẹ mình bị bỏng 80% từ đầu đến chân. Bác sĩ nhận định nguy hiểm đến tính mạng nên đang hội chẩn, tính toán phương án phẫu thuật. Cũng theo con trai bà Đê, nguồn cơn sự việc đau lòng có lẽ từ lúc gia đình xây nhà mới. Từ đó chị em trong nhà nảy sinh mâu thuẫn, lòng tham, đố kỵ. Từ cuối năm 2020, người con gái thứ ba đã có đơn đề nghị hòa giải gửi đến Ủy ban Nhân dân xã Trung Hòa về việc giải quyết phân chia tài sản thừa kế từ người cha để lại. Tài sản để lại gồm hai mảnh đất, mảnh thứ nhất ở trong ngõ, cách đường trục chính của làng khoảng 200m, có nhà cấp 4. Mảnh thứ hai sát mặt đường chính của làng, cả gia đình cùng góp công sức đổ nền để làm nhà và hiện đang có nhà mới xây. Trong những lần hòa giải, người mẹ nêu quan điểm gia đình có hai thửa đất, thì thửa đất hiện tại ở sát mặt đường, bà và con trai đang ở. Nếu sau này bà mất đi, sẽ để lại cho con trai thờ cúng. Còn thửa đất phía trong, bà sẵn sàng cho bà của con gái. Tuy nhiên, người con gái thứ ba nhất quyết không đồng ý nhận thửa đất phía trong và bày tỏ mong muốn mẹ chia thửa đất phía ngoài cho ba chị em để còn kinh doanh sinh sống. Thông tin về vụ việc, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất, hot nhất diễn ra.